Tôi nghĩ chỉ sau 2 tuần mà chúng ta xây dựng được một kế hoạch như thế này là rất khả quan. Chúng tôi cũng nghĩ như ông. Với mức đầu tư lớn và kế hoạch chi tiết, tôi hy vọng dự án này sẽ sớm mang lại lợi nhuận khả quan cho chúng ta. Tuy nhiên, riêng về phần kế hoạch chi phí của anh Bình, tôi có một số điểm cần được giải thích. Chỗ nào anh cứ hỏi à. Đây, tại sao đã có những khoản chi phí này? Có lẽ điều này khá lạ với anh, nhưng ở những nước châu Á chúng tôi thì các mối quan hệ mà doanh nghiệp có cũng quan trọng không kém công việc kinh doanh. Đó là lý do vì sao mà doanh nghiệp thường có các khoản chi phí như thế này để tặng quà cho khách hàng và đối tác. Họ vui lòng thì công việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà anh có nghĩ là khoản chi phí này cần điều chỉnh lại không? Theo tôi thì nó hơi cao đó. Đúng là đây là một khoản chi phí khá lớn, nhưng so với một dự án tầm cỡ như thế này thì tôi nghĩ không thấm vào đâu cả. Tôi và cả nhóm cũng đã tiết giảm hết mức có thể rồi. Tôi không thể duyệt chi cho một con số quá lớn như thế này được. Điều này tôi sẽ bàn bạc lại với văn phòng trụ sở và có quyết định sau. Chào mọi người, công việc vẫn ổn cả chứ? Henry này, tối mai tôi và anh Thanh, giám đốc công ty Deep Blue sẽ đi ăn tối, tiện thể bàn thêm về hợp đồng sắp tới. Anh sắp xếp thời gian đi cùng với tôi nhé. Bàn hợp đồng, tôi nghĩ hai bên đã thỏa thuận xong trong cuộc họp lần trước rồi chứ. Mới chỉ xong những vấn đề cơ bản thôi. Còn về lâu dài, hợp đồng muốn ổn thỏa hai bên thì thường xuyên gặp gỡ nhau ở ngoài phòng họp mới được. Tôi thấy ở Việt Nam hay bàn công việc ở quán cà phê hay là quán ăn quá ha. Điều này thật lạ đó. Có vẻ như cậu còn nhiều điều cần phải làm quen với cuộc sống ở đây đấy, Henry ạ. Được rồi. Tối mai tôi sẽ đi với anh. Tốt lắm. Tôi lên phòng đây. Mọi người làm việc tiếp đi. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Sổ tay Quản trị của chương trình Nhịp cầu doanh nhân. Kính thưa quý vị, thông qua đoạn video clip vừa rồi, có lẽ chúng ta đã hình dung ra được những khó khăn mà những nhân sự làm việc trong các công ty đa quốc gia thường xuyên phải gặp phải. Tuy nhiên, việc di chuyển công việc qua nhiều quốc gia khác nhau có thể sẽ đem đến nhiều kinh nghiệm và bài học giá trị cho những nhân sự này. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nghệ thuật quản trị nhân sự tại những công ty đa quốc gia. Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu vị khách mời, ông John Whitehead, giám đốc điều hành của công ty Robert Walters Việt Nam. Hello and good morning. Hello, Mr. John Whitehead. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chúng tôi được biết ông đã có rất nhiều kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau. Vậy ông có thể chia sẻ về chặng đường sự nghiệp mà ông đã trải qua? Đúng vậy, tôi là một người Anh. Ban đầu tôi sống ở Manchester nhưng sau đó đã chuyển đến London. Nó là một trải nghiệm khá khó khăn, giống như khi bạn chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Khi bạn phải rời xa gia đình, bè bạn và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Làm việc một vài năm ở Melbourne trước khi đến châu Á và tập trung làm việc trong lĩnh vực nhân sự. Tại châu Á, tôi đã làm việc ở Hồng Kông trước khi đến Việt Nam. Tôi nhận thấy sự nghiệp của mình rất thú vị khi có thể làm việc với nhiều đối tác đến từ nhiều quốc gia khác nhau với nền tảng văn hóa đa dạng. Hiện tại Việt Nam là một thị trường đang phát triển, có nghĩa là tôi có thể dùng kinh nghiệm sẵn có của mình để hỗ trợ phát triển con người tại đây. Tôi thực sự yêu thích công việc này. Quả là một câu chuyện rất thú vị. Tôi nghĩ rằng chính ông đã từng trải nghiệm rằng những sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ ở những công ty đa quốc gia là điều không thể tránh khỏi. Vậy khi nào một công ty đưa nhân sự ra nước ngoài làm việc và trong trường hợp nào thì công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng tại quốc gia sở tại? Quyết định này sẽ tùy thuộc vào ý định của công ty. Nếu như họ muốn mở một văn phòng đại diện ở nơi khác, thì thường họ sẽ đưa một nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm ở trụ sở chính, muốn có cơ hội phát triển nghề nghiệp đến địa điểm muốn mở văn phòng. Nhân viên này sẽ đóng vai trò là người truyền bá kinh nghiệm làm việc cũng như tư tưởng văn hóa công ty tại quốc gia sở tại. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi, để thành công, bạn phải biết học cách thích nghi. Bạn phải điều chỉnh tư duy và thực sự hòa mình vào văn hóa bản địa. Nếu không, bạn sẽ rất khó tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi rất đồng ý với điều này. Nó có nghĩa là người lao động phải tự thay đổi mình để thích nghi với môi trường làm việc mới. Tuy nhiên, những nhân viên tại các công ty đa quốc gia phải có những hiểu biết nhất định về ngôn ngữ cũng như văn hóa tại những quốc gia khác nhau. Vậy họ phải có những tố chất như thế nào? Tôi nghĩ bất cứ công việc nào cũng vậy, một số nhân viên có thể có lý lịch rất tốt trên giấy tờ, nhưng họ có thể không chuẩn bị sẵn tinh thần để bước vào một môi trường đa văn hóa. Một điều nữa là bạn phải xem xét đó là gia đình, họ có thể di chuyển một mình vì công việc hay không. Bạn biết đấy, với một chuyến đi dài có nhiều thứ phải đối mặt và tính toán. Theo ông, bên cạnh khả năng chuyên môn, còn có những yếu tố nào khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên tại nước ngoài? Đó là một câu hỏi rất hay. Có khá nhiều yếu tố, đó có thể là vấn đề hòa nhập văn hóa mà chúng ta vừa đề cập. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung về mặt xã hội, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến sự hứng thú của nhân viên. Mỗi khi mệt mỏi, bạn có thể tham gia vào những hoạt động như tập gym, đá bóng, các câu lạc bộ cộng đồng. Cuộc sống của bạn thú vị hơn, bạn sẽ hòa nhập nhanh hơn. Nếu bạn hòa nhập với xã hội tốt, bạn có thể cảm thấy giống như đang ở quê hương mình. Họp với sếp sao rồi Bình? Trời, em nhức đầu quá chị ơi. Sao vậy em? Thì cái dự toán chi phí mà nhóm mình trình lên sếp đó, em giải trình rồi họp hành không biết là bao nhiêu lần rồi mà sếp vẫn chưa duyệt nữa. Mà tất cả là tại anh Ri hết đó, chưa có quen với lại văn hóa kinh doanh của mình. Chứ hợp đồng này em thấy có mấy trăm triệu cho cái dự án mà còn làm khó lên khó xuống. Mai mốt làm việc chung với nhau em không biết như thế nào nữa. Thì đó, bên chị cũng có hơn gì bên em đâu. Cái kế hoạch kinh doanh chị nộp hôm qua đó, ảnh coi xong ảnh nói là thiếu tính đột phá, rồi kêu bên chị làm lại từ đầu. Mà cái bữa nộp mới căng kìa, ảnh cho chị deadline là cuối tuần trước. Mà tại lô bu hồi khách hàng cho nên chị nộp trễ 2 ngày. Chỉ có 2 ngày thôi á, mà ảnh làm sùm hết. Chị sợ muốn chết luôn. Biết sao được chị ơi, thì tại vì công ty mình trả lương cho anh Ri cao lắm. Em nghe nói nha, gia đình của ảnh còn được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt nữa. Nè nha, hình như là có nhà riêng nè, có xe hơi riêng nè, con cái thì được học trường quốc tế, nên người ta trách nhiệm là đúng rồi. Thì đó, mấy cái phúc lợi của anh cao cho nên tiêu chuẩn anh cũng cao luôn. Chỉ có chị em mình là khổ thôi. Trong trường hợp một nhân viên của công ty phải ra nước ngoài làm việc, thì công ty sẽ có những chính sách nào để chăm lo cho nhân viên và gia đình của họ? Ông có thể chia sẻ sâu hơn về chế độ lương, thưởng và những phụ cấp khác được không? Những công ty khác nhau có cách trả lương khác nhau phụ thuộc vào cấu trúc, tiềm năng và đẳng cấp của doanh nghiệp. Trong quá trình chuyển công tác, các doanh nghiệp cần lưu ý, cố gắng tránh những chi phí phát sinh như xe riêng, tài xế riêng, chỗ ở, trường học, nhưng vẫn đảm bảo nhân viên phải có điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Nếu nhân viên có con hay vợ chồng đi theo và nếu có ai bệnh, bảo hiểm sẽ lo luôn cả phần chi phí đó. Ngoài ra, chi phí cho chỗ ở, phụ phí sinh hoạt cũng cần được xem xét cụ thể và hợp lý. Thưa ông, những công ty đa quốc gia có phải đáp ứng những cam kết với chính phủ sở tại về nguồn nhân lực tuyển dụng? Nếu có thì điều này sẽ đem đến những tác động như thế nào đối với hoạt động của công ty? Đây là kinh nghiệm mà tôi đã có cơ hội học được vào năm 2011. Tôi không để ý lắm đến các con số cụ thể, tuy nhiên tôi nghĩ các công ty thường không muốn có tới 80-90% người nước ngoài làm việc. Họ muốn có sự cân bằng giống như tôi. Tôi có những nhân viên nước ngoài lẫn nhân viên Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài. Thậm chí tôi có những nhân viên người Việt chưa bao giờ rời khỏi Việt Nam nhưng họ vẫn làm việc rất tốt. Quan trọng nhất là công ty phải xây dựng một văn hóa tốt để tất cả mọi người phối hợp với nhau nhịp nhàng. Phát triển kỹ năng của người lao động tại quốc gia khác cũng quan trọng như phát triển kết quả kinh doanh đối với những tập đoàn đa quốc gia. Tôi có một câu hỏi rằng khi chỉ dựa vào những số liệu cứng nhắc mà không biết được thực tế công việc khi ở xa, thì theo kinh nghiệm của ông, làm sao chúng ta có thể đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của nhân viên tại quốc gia khác một cách chính xác? Lấy ví dụ từ chính tôi, trong vòng 12 tháng qua, thật ra là 2 năm qua, cấp trên của tôi không ở Việt Nam. Vậy làm sao họ có thể quản lý tôi? Giải pháp đó là cần có sự tương tác thường xuyên. Tôi và cấp trên có các cuộc gọi điện và gặp mặt hàng tuần. Nếu có trục trặc, tôi có quyền tự trị để giải quyết vấn đề, nhưng tôi luôn biết mình sẽ được hỗ trợ khi cần thiết. Đánh giá không chỉ dựa trên các con số, lời lỗ hay doanh thu, vì môi trường văn hóa, cách vận động của thị trường, những thách thức cơ hội là những thứ không thể đánh giá khi không trải nghiệm thực tế. Ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về công việc hiện nay tại Việt Nam và khả năng phát triển của những công ty đa quốc gia tại đất nước của chúng tôi. Tôi rất thích Việt Nam, không khí, thức ăn của các bạn thật sự rất tuyệt vời. Quá trình chuyển giao của tôi phải nói là khá nhanh, chỉ trong vòng 2 tuần. Tôi nghĩ vài tháng đầu có lẽ là hơi khó khăn một chút, nhưng điều quan trọng là bạn phải có sự chuẩn bị. Nếu bạn muốn phát triển bản thân, hãy có một chút hy sinh và không ngừng nỗ lực. Nhân viên của tôi tại Việt Nam rất ham học hỏi. Đây là một đức tính rất tuyệt vời của người Việt Nam. Qua thời gian, nhân sự nước ngoài sẽ ít dần đi vì Việt Nam đã có một lớp nhân sự mới đủ khả năng đảm trách nhiệm vụ rồi. Bạn càng ham học hỏi thì sự phát triển của bạn sẽ càng nhanh chóng. Nhìn chung đây là thời điểm thích hợp nhất cho những ai muốn quay về Việt Nam làm việc. Phát triển sự nghiệp tại một thị trường đang phát triển sẽ mang đến nhiều tiềm năng hơn cho sự nghiệp của bạn. Xin cảm ơn những chia sẻ và bài học kinh nghiệm của ông. Thân chúc cho ông và Robert Walters sẽ ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị cho chuyên mục Sổ tay Quản trị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.